Vâng, sẻ đang muốn đánh IA đời 4. Sẻ đang muốn đánh IA đời 4, nhưng Tiểu Thủy Ngư vẫn đang để AC. Vâng, sẻ đang muốn đánh IA đời 4 trước. Vâng, đang muốn đánh IA đời 4. Vâng, Tiểu Thủy Ngư liệu có đánh Yamato hay không? Chúng ta cùng chờ. Vâng, như vậy là Tiểu Thủy Ngư đồng ý với nội dung Yamato đời 4. Ok, ok. Vâng, Yamato đời 4. Vâng, sau những tình huống góp ý của rất nhiều quý vị khán giả và các bạn trên khung chat thì Chim Sẻ Nắng và game thủ Tiểu Thủy Ngư đã quyết định đánh Yamato đời 4 và ta sẽ đánh ở speed 1.5. Yamato đời 4 để phục vụ anh em luôn được chưa ạ? Vâng, các bạn đã cảm thấy hài lòng chưa ạ? Vâng, Tiểu Thủy Ngư yêu cầu đánh speed 1.5 và Chim Sẻ Nắng không muốn đánh speed 1.5 chút nào cả. Và Tiểu Thủy Ngư cười đều, thôi chú thì chú còn trẻ, anh thì già rồi, tay chậm mắt mờ, đánh 1.5 thôi đấy, còn em đời nào. Vâng, lâu lắm rồi không bình luận Yamato đời 4 này nhá. Kỷ lục của Chim Sẻ Nắng là kinh đời 4 của Yamato ở phút 16. Tôi nhớ như trận đấu đó vì tôi là người bình luận. Vấn đề là tôi quên mất công thức ép đời của Yamato đời 4 như thế nào rồi. Vâng, mình quên mất cái công thức ép đời của Yamato đời 4 này rồi. Vâng, Yamato đời 4 dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng và game thủ Tiểu Thủy Ngư. Giải cùng xem ở trong trận đấu này thì sẽ như thế nào. Vâng, 1.5 đến sư tử nó còn buồn ngủ, nó chán, nó chẳng muốn cắn dân nữa rồi. Vâng, sư tử nó buồn ngủ, nó chán, chẳng muốn cắn dân nữa rồi. À, luật của nội dung này như thế nào nhỉ? Vâng, luật nội dung này rất đơn giản. Các bạn lên đời 4, các bạn vào phệt nhau. Vâng, ai lên đời 4 trước thì bắn trước, thế cho nhanh. Vâng, lên đời 4 đánh nhau. Có voi, có hiêu, đến từ cái bụng Chim Sẻ Nắng rồi. Và chỉ đánh hot thôi nhá. Vâng, chỉ đánh hot thôi, các bạn xin chém vàng ra, tôi thấy đau đầu đấy. Anh em nhớ là đánh hot nhá. Đang soi tham điểm đầu. Vâng, đi dò đến cái thủ Chim Sẻ Nắng. Vâng, Yamato đời 4. Vâng, như vậy là anh Khánh Linh đang có một là bài 16, kích 4 là bài siêu giàu, F26 dân cộng 2, cộng 4 thì phải, không nhập là 32 dân, kích 4 sóc 5A. Vâng, cũng đúng. Cũng đúng. Bình thường là người ta sẽ đánh 28 dân. Bình thường là Yamato đời 4 thì sẽ đánh 28 dân. Vâng, như vậy là con đầu tiên là cái thủ Chim Sẻ Nắng đưa về rồi. Vâng, như vậy là sẽ đang chậm 1 dân so với thủ Tiểu Thủy Ngư. Vâng, Yamato đời 4 là một thể loại mà có rất nhiều khán giả bạn mong chờ và mình rất là mong chờ cái thể loại này. Hãy cùng xem xảy ra như nào. Lên đời 2 thì khả năng cao là cộng từ tầm 3 đến 4 dân này. Còn ăn vàng nữa, không chỉ cộng 1 dân đâu. À, lên đời 3 chứ nhỉ. Lên đời 3 cộng 3 4 dân ông thì đảo vàng BC, B sục kiểu rồi thì BA, B cao, BP gì đấy. Chúng ta cũng chờ lại cái thủ chiều đấy. 3 bầy hiêu chia sẻ bài này là bài không giàu nhé các bạn. Chỉ có 1 con voi, 2 bầy hiêu thôi, 3 bầy hiêu thôi. Vẫn đang đi dò tìm thêm đồ ăn. Vâng, Yamato đời 4. Chào tất cả anh em đang có mặt trên fanpage của anh Dung Chim Sẻ Nắng. Kết đầu nhân đôi để ăn cả hiêu và cả gỗ. Có lẽ ở trận thiếu đầu tiên này thì mình sẽ dành nhiều thời gian để giao lưu với quý vị khán giả của bạn hơn. Và có một số anh em đang buồn ngủ thì thấy đánh thấy bảo đánh IA lại bỏ ngủ để xem tiếp à. Vâng, lùa hiêu về nhà chính và lùa hiêu về CVS dành cho anh thủ chia sẻ. Là chỉ đánh đời 4 thôi anh nhá. Lên đời 4 mới được giao tranh chứ không đánh đời 3. Luật được đề ra từ trước là chúng ta sẽ giao tranh khi lên đời 4. Còn chưa lên đời 4 thì không được phép giao tranh. Và speed 1.5 giờ hiêu nó chán, nó chẳng muốn chết nữa rồi. Em buồn ngủ lắm anh ơi, thế bây giờ chúng ta phải chiều cái thủ Tiểu Thủy Ngư chứ bây giờ biết làm nào. Anh Ngư bà ơi, yêu cầu đánh speed 1.5 thì bắt buộc chúng ta phải đánh speed 1.5 thôi. Chứ bây giờ biết đánh kiểu gì đây. À, chào Tùng Casino, hello bạn nhá. Sorry, lúc nãy không nhìn thấy con người bạn, giờ chào rồi, yên tâm đấy. Ok, như vậy đây là bài quả phụ dành cho anh Vũ Chim Sẻ. Vâng, chào anh Vương Thái ạ. Hello anh. Hải bình luận nghe dễ ngủ thật. Mẹ không biết phải làm thế nào cả. Hình như thế là phát hiện ra Tiểu Thủy Ngư trên mặt 12 giờ rồi. Vâng, cơ cấu bài quả phụ có 6 cây dành cho anh Vũ Chim Sẻ. Vâng, khi đánh Yamato đời 4 này thì
Tôi đánh giá cái chủ đề ngư cao hơn chim sẻ nắng khá là nhiều. Vì anh ngư anh còn có thời gian tập cái nội dung này rất lâu rồi. Tập rất nhiều rồi, trong đó thẻ đã quá lâu rồi mới quay trở lại cái nội dung nhé mà tôi đời 4. Nên là trong nội dung này, Tiểu Thiên Ngư sẽ đánh giá nhỉnh hơn chúng ta. Tiểu Ngư sẽ đánh giá nhỉnh hơn chúng ta. Lúc đầu thì mình nghĩ rằng nội dung này sẽ đánh cuối cùng, nhưng không ngờ nội dung này lại đánh ở thứ hai. Trước khi đánh nội dung solo cũng ở ấy chi. Thêm một chiếc bé nhân đôi nữa đến phụ chiếc thẻ 26 trên 28 thì có thể trận này. Đó, trả chị bấy hiêu rồi. Đánh 28 dân luôn, đóng thêm me rồi. Khả năng cao đánh tầm 29 dân. Và đánh 1.5 này cảm giác buồn ngủ ấy các bạn. Kinh đời ở 841 với 28 dân của Yamato đến với thủ chim sẻ. Bên kia cũng 28 dân, à nhưng mà công sức cũng khá là đều nhau đấy chứ. Chắc là tối qua ông sẻ nằm trước khi đi ngủ nằm xem lại mấy clip trước đánh Yamato đời 4 rồi đây. Và 28 dân đến được hai cái thủ của chúng ta. Vâng, lên đời 2 thì chắc là sẽ tăng speed thôi chứ nhở. Mình nghĩ lên đời 2 sẽ tăng speed thôi. Vâng, đang cho dân đi dò thêm, đang cho game thủ chim sẻ nắng cộng với con thê dò nhà Tiểu Thiên Ngư thì nằm ở mặt 2.0. Kinh đời thì 2.0 chứ. Vâng, đang hỏi, buồn ngủ thật sự luôn, sẻ được như. Vâng, cái gì đấy anh Ngư? Vâng, sẻ rất hiểu tâm tư tình cảm của quý vị khán giả và bạn trên fanpage của mình. Nhưng có điều là anh Ngư lại không muốn điều này xảy ra. Anh ấy không muốn đánh 2.0 các bạn ạ, bắt buộc phải 1.5. Vâng, tôi thì thần kinh với ông này mất cay thật. Lại còn bắt đánh 1.5 thế này, đau đầu ghê. Thôi đóng nhà điều kiện thôi. Vâng, BM. Lên đời 2 thì Tiểu Ngư là người nhanh hơn game thủ chim sẻ nắng. Cộng 1 dân. Vâng, kích. Kích đời rồi, tăng speed ông em. Nâng chặt gỗ, ăn thêm nhiều, ăn thêm boy. Yamato đời 4. Đấy, kích đời 3 rồi, không xin D, không xin giỏi gì cả, bắt đầu đào vàng thôi. Vâng, anh Ngư bắt đánh 1.5 mà. Cạn lời đấy. Để hỏi 2.0 nhá, anh Ngư bảo là không. Đánh 1.5 thôi. 1.5 này thủ quá nhờ. Bắt đầu cắt dần ăn vàng nhé, thủ chim sẻ rồi. Vâng, lên 4 mới được, xin lỗi là kích 4 mới được tăng speed 2.0 thì phải. Nếu mình nhớ không nhầm là kích 4 mới được tăng speed 2.0. Và bây giờ ăn vàng luôn, còn nâng cấp công nghệ nào vàng chất gỗ lên hết rồi này. Và một vài chiếc ruộng đến từ cái thủ chim sẻ. Cơ cầu. Vâng, khá nhiều thủ tục đến từ cái nội dung Yamato đời 4 này. Bảo sẻ chuẩn bị mang ra 6 đi trở vàng thôi. Ok bạn ơi. Vâng, thêm con voi nữa đến từ cái thủ chim sẻ nào. Thôi dù gì thì chúng ta cũng nhiều cái thủ tiểu tính một chút thôi. Anh em bạn sẽ chúng ta đang thắng ở điểm đầu và người thua sẽ người quyết định mà. Và chúng ta sẽ đánh speed 1.5. Và khi kích 4 chúng ta sẽ tăng speed 2.0. Và 28 dân cộng 1 thì đối thủ chim sẻ nắng lên đời 3 xong xong dân nâng bánh xe. Vâng, BC. Vâng, Tiểu Thiên Ngư mới đào được 72 bàn thôi. Vâng, như vậy là Tiểu Thiên Ngư chưa lên đời 3. Anh lên đời 3 muộn hơn so với thủ chim sẻ. Yamato đời 4, sẻ tham lai là 36. À 30-36, đang xong dân rồi. Sẽ cộng tầm cộng khá khá đấy, cộng 4-5 dân gì đấy. Sẻ mới đang cộng dân thứ 2 thôi. Có cộng thêm không hay là tinh đồ lên 4 luôn. Vâng, 31-36 là tham lai cái thủ chim sẻ. Vâng, mấy con nông dân này đứng buồn ngủ kiểu gì anh em ạ, nó lò giá lò giò này. Đóng cái BC đến nửa tiếng đồng hồ không xong, tôi cạn lời. Vâng, thế anh em nào buồn ngủ thì ngủ một tí lên đời 4 thì tôi gọi anh em dậy. Anh em nào ngủ tí lên đời 4 mình hô thật to lên cho anh em dậy nhé. Chết giờ này, buồn ngủ quá. Vâng, lại còn phải lên tận đời 4, 12.0 đóng P rồi. Vâng, khả năng cao anh Ngư chưa lên đời 3 này thì trẻ sẽ lên đời 4 sớm hơn anh Ngư rồi. Đợi thực dồn đủ là kích 4 thôi. Cái này trẻ đang vẫn kích được 16 à. Ôi dồi ôi. Vâng, nó bảo nó lâu nó không đánh Yamato đời 4 các bạn ạ.
chết dở. Em đợi Bắc Vinh nhảy em ơi, đừng. Anh Ngư bây giờ mới lên đời 3 đấy. 9 trăm thực rồi, phút thứ 15:41. Và sẽ là phút thứ 16 bao nhiêu đây? 944, tăng thêm BA. Vẫn 944, 954, 964, 981. Và 16 tròn dành cho game thủ chim sẻ đắng. Ê, leo ơi, trời ơi. Vâng, kích 4, 16 tròn, tăng speed 2.0 lên. Vâng, kích 4 ở phút thứ 16 đến từ cái thủ chim sẻ đắng. Tại sao nó bảo lâu không đánh Yamato một em đời kinh thế nhỉ? Vâng, hình như là phải lên 4 xong mới được tăng speed 2.0 anh em ạ. Chứ còn cho kích 4 xong vẫn chưa được tăng đâu thì phải. Vâng, timeline là 31:40 đến từ chim sẻ, 4 BA trong trận đấu này. Vâng, kích đời ở 16 tròn đến từ chim sẻ đắng chứ không phải ở phút thứ 15, vẫn chưa phá được kỷ lục. Vâng, 16 tròn kích 4 đến từ cái thủ chim sẻ. Sợ quá đây. Và mình nghĩ là 4A thôi, chứ 5A thì hơi với. 4A lấy lực mà ra ruộng. Vâng, đang soi timeline. Vâng, tham thì vẫn thế, chẳng có gì thay đổi cả, sẻ 31 dần. Kinh thật. Đó, anh em dậy dần đi nhá, chuẩn bị đánh nhau đấy. Anh em nào đang ngủ thì dậy đấy anh em ơi. Vâng, tay ngủ đấy, chuẩn bị bắn nhau rồi. Vâng, chưa đủ gỗ để nâng cấp sẵn gỗ 2 cái chim sẻ. Rồi, nâng cái sẵn gỗ 2 trả gỗ lên nâng luôn, 4A thôi. Vâng, đào vàng lên hết rồi. Vâng, nâng cả đầu máu á. Ai à, lát thế nhờ. Liệu đủ đồ sắp hoa không? 5A. 5A rồi đấy. Vâng, timeline đằng số là 31:40 dành cho thủ chim sẻ đắng. Vâng, vẫn chưa là 2.0 và vẫn chỉ là speed 1.5. Anh em phải hết sức bình tĩnh. Cái này thì tôi không thể ép game thủ đánh 2.0 được. Chúng ta phải... Vâng, theo Thiểu Tình Ngư thôi. Vâng, đầu máu được lên nữa. Sắp turn hot đầu tiên. 5 nhà BA bắt đều. Vâng, đợi lên đầu máu sau đó làm cái bắn chặn. Và bung nhà chính nhân và... Lên đời 4 ngang phèo nhau đến cả game thủ. Và cả Thiểu Tình Ngư và cả game thủ chim sẻ đắng đều kích 4 ở 16 tròn. Kinh thật. Không lệch một chút nào đến cả game thủ chúng ta. Đều là 16 tròn. Vâng, thêm một vài chiếc ruộng nữa, ví dụ chia sẻ nâng bắn chặn trước và lửa chúng ta sẽ là ưu tiên nâng sau. Chỉ nói bắn chặn ưu tiên nâng trước và lửa nâng sau. Tắm turn hot, hình như là sẽ chưa nâng thì phải. Chưa nâng được đâu. Có thêm vài chiếc nhà bè nữa và turn hot đầu tiên sẽ bắt đầu đẩy đi. Cả hai cái thủ lên đời ngang theo nhau. Vâng, đang tích lực để nâng lại cái bắn chặn đến từ cái thủ chim sẻ nào. Vâng, để xem mèo nào cắn mỉu nào. Đây là nhà cái thủ tiếng ngư, anh ấy lên 4 rồi vì đơn giản là kích đời ngang theo nhau mà. Vâng, nâng lại bắn chặn và đây là nhà cái thủ tiếng ngư. 5 con hot của thủ chim sẻ nào. Bắn chặn vẫn 1.5 này em ơi. Vâng, không đánh 2.0 à, đội bạn bắn thẳng vào ruộng chính đánh nhau thế nhỉ. Vâng, tiếng ngư như là 6 BA thì phải. Tham lai chim sẻ đang xuống là 41:52. Vâng, ngư đông thế nhỉ. Phải lao vào bên trong nhà đối phương bắn tí đi chứ. Vâng, đây là ruộng cái thủ tiếng ngư này. Tham lai chim sẻ đang xuống là 38. Vâng, như vậy là tiếng ngư có quân đứng kê trong nhà. Ba cũng sẽ rồi bắn vào một đơn. Còn nào đang khá yếu đến từ cái thủ chim sẻ. Nó sẽ được cứ 1.5 này thôi à. Đang không có được con bị vẩy e nữa thế này. Ôi trời. Ôi trời. Hầm. Có gì đó sai ở đây rồi. Tôi bắt đầu thấy có gì đó sai anh em nhá. Vâng, không đúng nhá. Sai ở đây. Tạm lại chim sẻ 34:56. Thằng bắn hot kia thủ tiểu ngư. Và bây giờ lực đâu mà nâng lửa ở đây. Tạm lại chim sẻ là 32. Vẫn còn 2-3 con hot nữa trong nhà. 2 con hot trong nhà. Đến thằng tiền luôn. Và thậm chí đấu hot như này còn thua. Vâng, 36 là tham lại cái vụ chim sẻ thế nhà của Tiểu Ngư là đẹp hơn so với nhà cái vụ chim sẻ đáng ở trong trận thiếu này. Bắn hết hot trong nhà rồi bạn đã dồn thêm hot lên. Và vẫn còn hot trong nhà đấy chứ đã hết đâu. Vâng, 35:56 là tham lại cái vụ chim sẻ đáng ở thời điểm này. Tiểu Ngư đã tích được gần 1 kick hot rồi. Ủa, dần là rất nhanh, bắn chặn rồi, bắn sẽ thua luôn. 1-0 thì Tiểu Ngư xong. Vâng, sao lại đánh 1.5 nhỉ? Tôi cạn lời đấy. Chúng ta đến với trận thiếu thứ hai trong nội dung Yamato đời 4. Chờ đợi trận thiếu thứ hai ngay sau đây rồi. Nhà Tiểu Ngư đẹp hơn so với nhà em thủ chim sẻ. Ơ, anh này cảm giác rất là ít ruộng nhé.
Yes. We will not tolerate this behavior. Yes. Vâng, lại còn cười đều nữa. Trận điều thứ hai thôi, Yamato đến chim sẻ không một móng gỗ nào gần nhà. Cay thật đấy. Vâng, có thể bảo lên đời 4 đánh 2.0 được không? Chứ lên đời 4 rồi vẫn 1.5 bắn nhau, cảm giác nghĩ nó chán. Anh em xem trẻ em đợi mình quay trở lại sau ít phút, anh em đợi mình chút nha, mình sẽ quay trở lại sau ít phút ạ. Anh em đợi mình chút. Ra ngoài để bảo Zoconta, Oklahoma, Donna, Alamaz. Oklahoma, Alamaz. 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 Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Ok, sorry mọi người, bây giờ mình mới có thể quay trở lại được. Vừa rồi thì mình vừa ra ngoài để có thể nhờ phiên dịch viên giao tiếp với anh Tiểu Vĩ Ngư và thông báo với anh ý là lên đời 4 có thể đánh 2.0 được không, chứ đánh 1.5 khó chịu quá. Vâng, mình vừa ra ngoài nên bây giờ chúng ta quay trở lại bài đấu. Thủ chim sẻ nắng thì đang có một bãi quả phụ, một bầy hiêu về nhà chính. Vâng, vừa ra để nói chuyện với chị phiên dịch viên, nhờ chị nói với anh Ngư là lên đời 4 chúng ta đánh 2.0 đi, chứ đánh 1.5 này thì chậm quá, cảm giác nó lò giò ra. Vâng, bây giờ từ 25.000 anh em gần 30.000 anh em, giờ còn có 20.000 anh em thôi, tụt view quá. Vâng, đây chiếc BG đang quả phụ đấy, người thủ chim sẻ nắng và đang đi dò tìm bên đoàn về thế nhà. Trận này thì tôi cũng đang thấy có một vài cái rừng ốp quanh nhà chim sẻ với cả con vực này nữa, không biết không được nhà hay không, để có một cái khoanh ruộng nó kín một tí. Vâng, đánh đời 4 rồi mà các anh vẫn đánh 1.5 thì thật sự là tôi thấy khó chịu. Vâng, bây giờ là phiên dịch nhắn tin cho anh Ngư thôi, còn tí nữa có đánh hay không thì chúng ta sẽ biết sau ít phút.
Lên đời 4 chúng ta sẽ biết ngay. Vâng, còn mấy hiệu nữa và chuẩn bị thiết kế thêm một chiếc BF cho cái đủ chim sẻ nắng ở trận đấu này. Chiếc BF đến gỗ ở đây. Ok luôn. Vâng, thêm một chiếc BF nữa để có thể ăn cả hiệu cả gỗ đến từ cái đủ chim sẻ. Vâng, chào tất cả anh em đang xem nha. Hello mọi người. Vâng, nhìn thấy rất nhiều những bãi vàng như từ đối thủ chim sẻ nắng rồi. Đây bây giờ là em sẽ ép đời như thế nào rồi. Chơi được kích 16 tròn, gần đối thủ từ từ này và đánh 28 dân. 29 dân à? Vâng, 28 dân đối thủ chim sẻ 29 dân và kích đời rồi. Như vậy là 8 phút 5x với 29 dân của Yamato. Rồi mấy con hươu này nó cũng kiểu rượu dã kiểu gì vậy. Con người lùa về gần bãi vàng đóng hết nhân đôi ăn cả vàng cả hươu vậy. Và như vậy là bạn có Facebook là Đỗ Thị Thu Hường không một lần giới thiệu em xem cái này 20 phút rồi. Chưa thèm ngoảnh ít lại để nhìn em thì cũng đúng thôi em ạ. Vâng, thế thì em phải xem xét lại mình tại làm sao mà em lại kém hấp dẫn đến mức mà để người yêu ngồi 20 phút không thèm ngoảnh đi lại nhìn mình. Hóa ra mắt người yêu em phải ở dưới bông. Người yêu em phải ngoảnh đi xem chim sẻ nắng đánh. Có gì đó sai sai. Nhưng mà chắc là em phải xem lại độ hấp dẫn của mình đi. Chứ để người yêu 20 phút không thèm nhìn là chắc chắn là em có vấn đề đấy. Chứ 20 phút mà người yêu không nhìn thì sai rồi. Anh này cứ 5 phút anh phải nhìn một lần rồi. Cho đỡ nghiện. Yuri, Zokanta, Alamaz, Alamaz, Zokanta. Vâng, cái này Tiểu Tiểu Ngư đánh giá nhỉnh hơn chúng ta. Nên là đầu ra để thua so với thủ Tiểu Ngư DBA, thủ chim sẻ. Vâng, đây là BM 600 thực trong người. 29 trên 32. Đấy, cùng xem trận này thì chim sẻ này sẽ kích 4 được phút từ bao nhiêu. Cộng thêm 1 dân rồi. Như là cộng thêm 2 dân. Cần phải chỉ lại nông dân ăn hiêu. Có xe dò tiểu ngư và nhà chim sẻ nắng sẽ bị phát hiện thôi. Bắt đầu vẽ những chiếc ruộng đầu tiên và những thủ chim sẻ nắng. Đây, ruộng thường đang ra đây. Nâng cấp chặt gỗ. Donna E. Vâng, thêm vài chiếc ruộng nữa dành cho những thủ chim sẻ nắng. Tối ưu năng suất của những con nông dân này. Bắt đầu tách dân ra đào vàng. Vâng, trận trước thì sẻ nhận thấy là mình đào vàng từ quá sớm. Hãy hư để đào vàng muộn hơn so với sẻ. Chặt gỗ và đào vàng được nâng cấp rồi. 31 dân đến từ cái thủ chim sẻ. Thêm vài chiếc ruộng nữa đây. Và cảm giác như nó cứ lâu lâu kiểu gì ta. Vâng, lên đời 4 ông sẻ chủ động tăng speed 2.0 hộ tôi gái. Vâng, vẽ được khá ruộng đến từ cái thủ chim sẻ nắng rồi. Có một cái lực ổn nhất trong trận đấu này. 1/32, đào vàng được lên xong. Vâng, tí nữa lên đời nâng cấp cái bánh xe. Một vài chiếc nhà BE nữa ở đây. Và chào tất cả anh em nha, hello mọi người. Rồi, nâng cấp bánh xe chim sẻ xong dần. Đã có khoảng gần 400 thực mới đào được hơn 100 vàng thôi. 33 dân đến game thủ Tiểu Tiểu Ngư và Ngư đang nhiều dân hơn so với sẻ. Sẻ khả năng cao cho người lên đời ba sơ sớm hơn so với Tiểu Tiểu Ngư thôi. Rồi, thêm chiếc ruộng nữa cho Sakoshenko. Rồi, như vậy là tối ưu khoanh ruộng này. 1 BA đến thời điểm này cứ từ từ đã. Vâng, BC để kê mặt này. Và sẽ là dãy nhà BE. Đấy, đối thủ chim sẻ nắng. Đóng xong BC ta sẽ sáng luôn cái BM vào đấy. À xin lỗi nhầm, BP hoặc BK vào đấy. Thì đóng cái gì thì đóng rồi. Thì chưa biết được ăn vàng. Vâng, 1 BP đến đối thủ chim sẻ để giải ngang từ khu vực 12 giờ xuống. Để đối thủ lên đời 3 muộn hơn so với đối thủ chim sẻ. Thêm một chiếc BF được ăn vàng ở đây. 600 thìn và 500 vàng.
cũng chuẩn bị được kích 4 được rồi đấy. Bánh xe đã có. Đây cho anh thủ chim sẻ nào. Trên con đường lên đời 4 chúng ta sẽ nâng cấp cái đầu máu. Và như vậy là một số anh em trong chat đang comment là sẻ đánh sai sách rồi đấy. Không biết là cái sách sách anh dạy đánh Yamato đời 4 đang ở đâu để cho em mượn em học tí được không? Xong thì em gạ sẻ solo kèo này xem. Tăng BA để cho anh thủ chim sẻ. BA đang sẻ đây kích 4. Chỉ 16 phút bao nhiêu. Và trận đánh kích muộn hơn trận trước. Vẫn thiếu. Rồi như vậy là 16 phút 36 với 35 dân của Yamato. 16 phút 36 với 35 dân IA. Và trận này có vẻ kích muộn hơn trận trước rồi. Rồi nhớ đạo BC để có thể đủ lực nâng cái đầu máu lúc nào nâng đấu lúc đấy thôi. Rồi nâng cái đầu máu, ok. Nâng đầu máu và ra ruộng. Rồi lên đời 4 thì hy vọng là ông sẽ tăng speed 2.0 lên cái. Vâng, kéo dần ra để tăng A rồi. Vâng, 4 BA dành cho anh thủ chim sẻ. Và bo một lớp B ở mặt này. Rồi còn voi ở đây nữa. Có thể này ruộng nhiều như thế này mình nghĩ không cần voi đâu. Chắc 5 A đều thôi. Rồi 5 BA đến anh thủ chim sẻ. Với cái timeline như thế này mình nghĩ là lên đời 4 chắc là cũng ngang phèo nhau thôi. Có trẻ đang cho xe đo đi tìm nhà Tiểu Thị Ngư. À không, Tiểu Thị Ngư lên đời 4 sớm hơn rồi chim trẻ nào. Và Tiểu Thị Ngư kích đời 4 ở tầm cuối 15. Cuối 15 tầm 16 tròn, tầm đấy. Và timeline trẻ là 35, 6 BA trở này rồi. Và lên đời 4 muộn hơn so với đối phương. Khi mà hot được bạn đến thì chắc là sẽ có cùng xin lỗi là cũng sẽ có hot thôi. Và xin cảm ơn Thắng Sàn Sovero đã gửi tặng cái thủ chim sẻ nắng 100 sao. Thank you anh rất nhiều. Nice down. Ôi trời ơi. Và như vậy là chưa lên 4 thì bị hot bắn. Và 6 BA không đều đến thủ chim sẻ nâng cấp bắn sạc. Còn đây lực của sẻ khỏe hơn. Và Tiểu Ngư đang gõ đầu chim sẻ nắng rồi. Bắt đầu tách hot vào trong ruộng chính. Đây cho anh Ngư. Và tách vào bãi vàng. Hảo rồi. Vâng, tham lại 28/72 cho anh thủ chim sẻ. Tôi bảo rồi, anh Ngư học cái thể loại này nhanh lắm rồi anh. Tơn 2 thì đều đấy. Tơn 2 thì đều. Tơn đầu là đấu nhau hot đối phương vẫn 1.5 thế này. Tăng cho biết 2.0. Ôi hỏi BA ngay cạnh mồm luôn bảo sao. Vâng, BA cạnh mồm và bị vẩy e đấy thủ chim sẻ nào. Vâng, tiếp tục bị vẩy e. Không chạy được con hot này. Vâng, còn 4 con hot, còn 3 con hot. Ở nhà thì ruộng bị bắn cái túi bụi rồi. Căng qua. Vâng, nhảy vào ruộng chính anh Ngư làm tí. BA bị ốp và BA bị đốt. Con hot tiếp theo đổ ra chết luôn một con, 5 con hot. Quanh ruộng cuối cùng phát hiện tỷ số 2-0 cho anh Ngư. Sấp mặt luôn. Chúng ta đến với trận đấu thứ 3 ở trong nội dung Yamato đời 4 thôi. Căng thế nhờ. Đúng là có ăn có tập nó vẫn khác. Hình như là ngày nào anh Ngư cũng luyện cái bộ môn này rồi. Vâng, bị bổ vào đầu quả đau quá. Chúng ta đến với trận thiếu thứ 3 ngay sau đây rồi. Sẻ vẫn đang có vẻ là rất ngợp với nội dung Yamato đời 4. Đã từ rất lâu rồi sẻ không thi đấu nội dung này. Đã từ rất lâu rồi. Chúng ta không đánh cái nội dung này. Luật làng là phải chơi theo format của cụ Ngư à. Anh em đợi chút sẻ đi vệ sinh tí nhá. À, nội dung này ngồi giao lưu anh em với ông sẻ của bạn này bị đấm nát gáo rồi. Nảy nòi cái quả Yamato 1.5 thế này. Cay thật.
Oh yeah. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ ba ngay sau đây thôi. 2-0 cho Tiểu Thiên Ngư trong Yamato đời 4. Cày thế nhờ. À, mình đã ra nói chuyện với cả phiên dịch rồi, còn vấn đề là người bạn có đánh 2.0 hay không thì... Yes. Rồi chạy thôi. Trận đấu tiếp theo vẫn là Yamato, chim sẻ. Vâng, có rất nhiều anh em đang comment là sẻ nên đánh thế này, nên đánh thế kia. Cái này thì chắc là tôi không góp ý được với game thủ chim sẻ nắng được. Bắt đầu thấy rồi, đam mê bản đồ. Chỗ này có chỗ đóng gờ hay không đây? Quen tay là đỉnh tăng speed 2.0 rồi đấy. Quả đầu 6 cây đến cái thủ chim sẻ và đóng BG ở dưới dông. Đây là chiếc BG đầu đến cái thủ chim sẻ nào. Và anh em đang bảo sẻ lên đời 3 là phải vé ruộng, là phải thế này, là phải thế kia nữa. Cái này thì... ok. Chắc là xong kèo thì mình góp ý với chim sẻ nắng thôi, chứ bây giờ góp ý cũng hơi khó. Và có xe giọt để tìm thêm đồ ăn đến từ cái thủ chim sẻ nắng kia được cầm Mia. Yamato đời 4. Cảm giác nó cứ khê khê kiểu gì vậy. Và sẻ đang kêu bầm Mỹ là chậm quá rồi. Lâu lâu bị ăn hành như thế này, cay thật. À không, dạo này bị ăn hành nhiều rồi. Và cắm cờ xe giò đi tìm thêm đồ ăn thôi và đi giò. Trận này thì nhà sẻ cũng thế khung khung ở đây rồi. Có 7 hiệu đầu đến đủ chim sẻ nắng, và đương nhiên 7 hiệu này được đưa về nhà chơi. Chắc chắn là phải về rồi. 4 con nữa. Bắt buộc phải đưa nó về rồi. Và tôi thấy ông sẻ hô Mỹ lên chậm quá rồi. Đánh cảm giác rất khó chịu. Bình thường là nhoang 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 là 7 hiệu này về nhà chính rồi đấy. Giờ đi lùa này nó chạy nó còn... la cà nó còn đề à, còn lâu nó mới về đây. Thôi giải quyết con hiệu này thôi. Ok, 4 hiệu nằm tại nhà chính của thủ chim sẻ. Và đương nhiên là chúng ta vẫn sẽ trì thôi. Đánh hệ trì với đôi bạn. Và đã đi dò đến thủ chim sẻ nàng để tìm thêm đồ ăn ở trong trận đấu này. Và sát mép bản đồ đây rồi. Quả phụ đã có luôn. Voi một đôi và khá là xa. Thêm bái quả phụ nữa đến từ game thủ chim sẻ. Như vậy là hai quả phụ, hai con voi, bầy hiêu đầu dành cho game thủ chim sẻ nắng. Vâng, Hồng Anh sinh năm 96, bằng tuổi với chim sẻ nắng nha bạn. Sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Cùng 1 tháng 6 năm 96. Đây là S đầu dành cho game thủ chim sẻ nắng. Nhét một dần bên trong rồi. Cố gắng đưa con voi này về. Con voi này kiểu gì đây? Dần đi xa cả cây số vẫn đuổi nữa kìa. Vâng, mày bị ngáo rồi voi. Vâng, đã muốn câu đôi voi nhưng con voi này nó lì quá mà. Thôi thì hóa kiếp cho nó vậy. Rồi xong thì nó lại quay đầu. Bố khỉ. Rồi ra câu voi xa trước. Cơ cấu nó giật chặt gỗ thôi. Và đưa voi về. Bảy hiệu đôi voi và hai bái quả phụ dành cho game thủ chim sẻ nắng ở trong trận đấu này. Và có xe giò của game thủ chiến ngư phát hiện ra bái quả phụ này của sẻ rồi. Giải quyết con voi này thôi. BG. Vâng, nội dung này chúng ta sẽ đánh chạm 4 các bạn ạ. Và đánh chạm 4 thì bây giờ mới chạm 2 thôi. Khá là lâu nữa mà chưa kể là ông sẻ, ông lại tự nhiên dở trứng ông ương ương nên ông lại bật lại kèo này thì... chịu đấy. Vâng,
Và cầu đỗ con voi này về đến đội thủ chim sẻ nắng rồi. Và 25/28, chúng ta hãy xem trận này xảy ra đánh bao nhiêu dân. Ít nhất là phải 29 dân. Có xe giò để đẩy đi tìm nhà đối phương, cũng như là tìm thêm đồ ăn hoang gì gì đó. Và thêm chiếc bên nữa để chặt gỗ ở đây. Như vậy là chậm 1 dân rồi, đối thủ tiểu thị ngư. Vâng, lên 4 mới đánh nhau nha anh em. Thế là tầm đời 1, đời 2, đời 3 đang ngồi nhìn nhau thôi. Chứ lên 4 thì mới đánh nhau được. Vâng, kích đời 8, 36 với 28 dân của Yamato đến từ thủ chim sẻ. 28 dân trận này. 28 dân kích 2. Thế thì phải tầm... tầm cuối 15 đầu 16 kích 4. Tầm đấy. Lần này nhà trẻ có thấy khung hơn rồi. Và như vậy là thấy thêm bãi quả phụ nữa và sẽ bắt đầu kéo dần ra thì ăn hoang bãi quả này luôn. Đây. Bú hoang bãi quả này lấy lực. Và đến tập này thì bao giờ mới tăng được 2.0, như là vẫn không tăng 2.0 thì phải. Giống như chỉ đánh 1.5 thôi các bạn ạ. Nhà tiểu ngư chắc nằm mặt 9 giờ rồi. Con trẻ này xoay 2 đoạn lên đời 2 chưa. Bắt đầu gom dần để chuẩn bị đóng ra điều kiện rồi. Rồi tách dần dần ra đóng BM vào đây, BA đóng đây thôi. Đương nhiên là sẽ cộng dân rồi. BG cộng 1 dân, BM, BA. Lên đời 2 muộn hơn so với thủ tiểu thị ngư. Tiểu thị ngư có vẻ bài bóc binh anh em ạ. Chỗ này tí nhét BC vào nữa là đẹp. Và cộng 1 dân rồi. Kích đời 3 chưa. Nâng cấp chặt gỗ. Cộng thêm dân nữa rồi mới kích. Ok. Và kích rồi. 11 phút 20 với 30 dân của Yamato dành cho thủ chim sẻ nhà. Cộng thêm dân nữa mới kích cho nó chắc. Oklama, Zokanta, Malamas, Yuri, Zokanta. Vâng, 30/36 là tham lai của tuyển thủ chim sẻ nắng thể này. Để bắt đầu ra để ăn vàng thôi. Một số anh em mà bảo sóc tạm con chém đi bổ nhau đã cho vui. Không được sóc chém mới đau. Và bắt đầu tách ra đào vàng rồi. Nhìn này tôi thấy đau đầu quá đấy. Ở đây chiếc bé đặt vàng với thủ chim sẻ nắng. 5-6 dân gì đó bổ bãi vàng này, 6 dân. Và bắt đầu cắt dân về để có thể tăng A. Thêm 2 ruộng nữa đây, thêm 1 cái thì tùy. Chưa thấy tiểu thị ngư nhảy đời 3. Lúc đầu thì rất nhiều anh em mong chờ cái nội dung Yamato đời 4 này. Nhưng đến thời điểm này thì anh em đang cảm thấy chán ngán lắm rồi. Và kiểu chảy hết cả ra quần rồi đấy. Đây là BC dành cho đối thủ chim sẻ. A tăng sau, lên đời 3 sớm hơn so với anh ngư. Anh ngư giống như lên đời 2 anh còn ngồi cộng dân, anh còn vẽ ruộng còn chán. Và thêm khoai ruộng ở phía xa xa bấm dành cho đối thủ chim sẻ. Chưa thấy anh ngư lên đời 3. Thế thì anh nghĩ chưa cộng được dân đâu. Rồi bò bế nhà cửa thôi. Ok, 35 dân đến tiểu thị ngư chắc đang trên con đường lên 3 rồi. Anh ngư sẽ lên 3 xong anh kích 4 luôn quá. BP đến đủ chim sẻ. Chưa thấy lên 3. 34 dân cộng 1 dân nữa rồi kích 4 là đẹp.
đấm cho nát gáo rồi cậu ạ. Và kinh 4 15 phút 35 ở trong trận hôm nay với 35 dân mà lại không thắng cái trận này thì chịu đấy. 15 phút 35 đấy, cái thủ chim sẻ anh Ngư cũng đang chơi được kích 4 rồi. Tăng A thôi. Đấy cũng xem trận này sẽ cho anh Bê A. Cái BS đấy thì chẳng cần nhớ đâu. Vâng, đã phát hiện nhà cái thủ tiểu tình Ngư. 35 dân. Và tiểu tình Ngư đang ăn cái bãi quả này. Sẽ định đi đâu đây? Một BA trong nhà đối phương đi đâu đây? Hơi khó hiểu cái tên đi dân này của thủ chim sẻ nhà. Ý đồ định làm gì đây? Đấy, bãi gỗ nhà P đối phương. Ông dân chạy lên nhà anh Ngư rồi. Thậm chí anh Ngư không bánh xe kìa. À vâng, như vậy là đóng A bên trong nhà đội bạn cho nó mát. Ok. Bạn có vẻ hơi ít. Vâng, nâng cấp giam để sợ rằng tình huống mà cái thủ tiểu Ngư sẽ đập hot của anh thủ chim sẻ, vì sẽ biết rằng trận này sẽ đến đời sớm hơn anh Ngư là quá nhiều. Không biết có lên nhiều hơn thật hay không đây. Vẫn đang chặt số 1 nha. Và công nghệ chúng ta cứ lên sau, chúng ta cứ tập trung sóc đều hot tơn đầu đã. Và BA tiếp theo lên đầu máu thì lên. Ra dân thêm đào vàng đi. Vàng bây giờ vấn đề khá quan trọng, nhưng mà bãi vàng đầu sẽ bắt đầu tắc rồi. Và tiểu Ngư phát hiện điều này. Và sao anh định làm gì? Có bánh xe rồi em đập. Ây à, lại còn đâu đi. Và lại còn không được đập nữa. Vâng, mệt quá đây, lại còn phải ra hot mới được đập dần nữa. Thôi chịu đây. Vâng, tôi đến thần kinh với ông Ngư rồi mà. Vâng, cạn lời. Vâng, ok, thế thì em không đập nữa vậy anh Ngư ạ. À. Ok, được rồi, thì không đập được chưa? Yes. Biết rồi. Gold, please. Vâng, lên 4 có hot được đập thì bỏ em 3 đi. Đây, đấy. Anh vẩy đi. Mệt quá, sắp tơn hot vậy. Vâng, lên cái bán sàn, rồi. Lên mệt về ngử, bật nâng cái đảo vàng lên cái. Vâng, lại còn vẩy e nữa. Tôi thần kinh mất các bạn ạ. Đấy nào, anh thích làm gì anh làm đi. Đấy, em không đập nữa đấy. Được chưa? Cay thật sự anh em ạ. Trò quá. Vâng, lúc là chơi theo luật của anh Ngư thì phải chơi theo format của anh Ngư rồi. 2 BA thủ và 4 BA công. Bay luôn ruộng đầu của anh Ngư, quýt chưa? Bắn cho hiểu rồi là đánh 1.5 rồi, không thèm 2.0 rồi đấy, bắn đi. À vâng, hot có giáp em ơi. Có giáp rồi em ơi, đập đi. Vâng, bơi hết rồi. Vâng, này. Đập nữa có hot đấy. Vâng, nó có tên hot. Sẽ ra kiểm lên đấu thương. Tất cả hai khoanh dụng đến thủ tiểu Ngư rồi. A3 có thể là 46/56. Tất cả bãi gỗ, tất cả kiểu ra điều. Và dân vào tiên thì đây là hot có giáp nha các bạn. Một lần nữa mình xin nhắc lại, đây là những con hot em mà tôi đời 4 và có giáp. Vâng, tham lại 43/56 đến thủ chim sẻ. 2 A thủ, vâng, 4 A công. 4-5 A công gì đó. 4 A công. Và chúng ta tên này cũng móc được khá nhiều dân và lực của thủ tiểu Ngư rồi. Bây giờ bắt đầu vẽ ruột thành nhà chính. Lăng hoàng tí thôi. Vâng, bắn dân bãi gỗ đội bạn ốp A của thủ chim sẻ trắng này. Vâng, bao nhiêu thì đấu được. Vâng, mình nghĩ là đấu được. Vâng, hot của anh Ngư thì đương nhiên là những hot không giáp rồi, vì chẳng có lý do gì anh Ngư phải lên giáp cả. Vâng, mà cái này lại không đấu được, nhưng thủ chim sẻ cũng chết rồi. Vâng, thằng bài 40 đến thủ chim sẻ nào. Tiếp tục ăn được dân đối phương. Rồi bạn bắt đầu cho hot đi bắn nhà thủ chim sẻ. Ăn BA thứ 3 tại nhà. Tham lại 40. Vâng, lên đầu gấu trước. Còn lửa chúng ta lên sau. Vâng, những con hot tiếp theo đang bị ốp vào. Anh Ngư xong hot đều thế nhỉ. Vâng, game thủ Tiến Ngư đang xong hot rất đều trong trận đấu này các bạn ạ. Các bạn nào có tên ăn hoang gì đó góc 6 giờ rồi. Vâng, có tên ăn hoang gì đó góc 6 giờ đến thủ Tiến Ngư. Còn đây bãi vàng của anh ấy. Tạm bãi vàng để lấy dân ra đập với thủ Tiến Ngư rút lui. Tham lại sẽ là 4-4. BA thứ 5 tại nhà. Và BA đi cho người đốt rồi, không A tại nhà rồi. Rồi bạn có mất thời gian đốt BA chẳng đâu. BA tại nhà đứng cuối, đứng kê ở đâu. Và anh Ngư bắt đầu loạn một bãi vàng. Và hot của Ngư đang rộ lên, sẽ có bắn chặn. Bài là 40/48 đến được cái thủ chim sẻ đáng. Và mẹ hot bắn chặn hết rồi. Và lấy dân ra xiên khi mà hot của đối phương không có giáp. Và bắn nước vào ruộng chính của tiểu Ngư tập 2. Tạm lại 37. Nhưng đó những gì muốn
đi móc máy nhỏ lẻ của chủ chim sẻ nắng mà thôi. Và những con hót đã tiếp tục nằm xuống. BA sẽ lại bị đốt, nhưng đó là BA đi dâng, nhưng ở nhà sẽ đã có 5 BA rồi. Và đây là những con hót chim sẻ nắng đứng lên dốc này. Và thả lại là 3-18. Và đấu hót với chủ ngư và đang đảo rồi. Nó còn hơn cả lang lang của bạn nữa. Kinh nhất là rồi. Ôi! Làm gì đấy? Còn nó còn giật đi giật lại nữa. Khó chịu thì mấy ông sẻ đấy tật. Chỉ có 4 hot này vẫn đứng lại thi đấu với chim sẻ. Các bạn găm khoảng một nửa chim hot đứng tốt PA của chim sẻ nhà. Nghĩ nên giật lại con dốc này thôi. Vâng, nâng cái lửa nữa. Nó chất đời người rơi, tầm này là bắn sẵn rồi mà đó. Điều hot thì cả hai cái thủ chúng ta. Lại sẽ là 41. Vâng, hot tại PA đi dâng con này thì bắn rồi. Vâng, ông sẻ cứ đảo thôi. Một con hot đảo, đảo liên tục và nó vẫn chỉ là speed 1.0, à xin lỗi 1.5. Tôi cảm thấy rất buồn ngủ. 42/44. Dành cho cái thủ chim sẻ nắng, đây là hot của cái thủ tỉnh ngủ. Năm BA đến từ cái thủ chim sẻ. Vâng, kèo ra đời 4 tới trận phải bắt kèo tối vui vậy. Phải kinh khủng cẩm lắm. Cảm giác gì mà buồn ngủ quá. Tạm lại 4-2 cho cái thủ chim sẻ nào tụ hot. Vâng, tạm lại ta đã bị đè. Vâng, bị đối phương rồi. Vâng, lại ra. Vâng, có lửa rồi em ơi. Vâng, lên được lửa là một cái nâng cấp phải nói là rất gì mà này nọ đối thủ chim sẻ nắng. Mũi tên thì nó to như trái xoài, nó bắn đi các bạn ạ. Hai chim sẻ 40 ta hơn các bạn 18. Bắt đầu đuổi được hot tiểu ngư về gần nhà. Vâng, công dụng sẽ bị phát hiện. Cày thế nhở. Tạm lại 43. Đến thật thứ 2 nữa. Cũng chính ở nhà thì vẫn còn. Vâng, nâng lại thật thứ 2. Có một BA ở đây. Bạn tiếp tục áp lực lên mặt này. Khá đông hot với thủ tiểu ngư. Chưa có lửa. Vâng, tăng lại của em đó là 52 rồi, lại tiếp tục áp lực mặt 12 giờ nữa. Vâng, đây là 4 con hót em ơi. 3 con hót thì lớn hơn không. Tăng lại 40 dành cho thủ chim sẻ. Thả hót là dụ chính rồi lại. Thủ này hót chết đi là rất nhiều rồi. Thực sự là khá yếu. Đây là dụ chính đối phương. Tạm lại 41 thì đối thủ chim sẻ nào. Bắt đốt con hót này rồi. Vâng, lên xong trận của 2. Có cái gì cần lên được không nhỉ? Chắc chỉ thế này thôi. Có lên thì lên hot thần thôi. Máy 1.5 này ha đầu đầu. Bảo những máy bàn đối phương mà quản dân mặt 3 giờ là khỏe ơi. Hot bạn được chiến đấu hết rồi. Lào về cái chiếc này. Đây là những cầm dân ăn bàn. Này tôi đang cảm thấy là sẻ là một chút lợi thế. Vâng, các bạn có được chơi hết bạn. Chưa lợi thế các bạn. 47/60 là tham lai của thủ chim sẻ nắng thời điểm này. Vâng, xong đều nhà bây giờ mình ra. Vào chín được con dân nào, chín được con đó rồi lại quay đi rồi. Bắt đầu yếu vàng rồi nhá, tìm vàng đi em ơi. Yếu vàng lắm rồi đấy. Nói không. Đang rất là yếu vàng cái cầu thủ chim sẻ. Vâng, nên nối cái tập xa ba nhưng mà chưa đủ lực. Đó, thủ đã đủ lực khá đông rồi. Và một con hot cứ giật đi giật lại, bạn thấy rất khó chịu. Điều hot với đối phương, bắn đây. Vâng, xong đều 5 nhà BA thì đối thủ chim sẻ nắng. Vâng, đẩy lùi hot đối phương, tôi cảm giác như anh ngư vẫn chưa có lửa.
đúng là cái thủ thế nhưng vẫn chưa có lửa nào. Không chỉ có bắn chặn thôi, đã có cả bắn chặn, có cả lửa mà. Đó hot lên thủ thế nhưng cả là hot từ lửa sang xuống là rất nhiều. Đã lại chia sẻ là 52/64. Đã một tơ lòng vòng vào mặt 9 giờ này xem có gì không. Hết vàng rồi đấy. Câu nốt cái tầm sáng này cộng 3 cho những con hot của mình. Và lòng vòng một tơn để có thể móc bay với nhà đối phương. Các bạn vẫn đang đứng hot ở trên dốc rồi. Ready for Darwin. Và bắt một con hot móc máy này của anh Ngư. Và tình Ngư đang ở đâu? Dài 33 phút trong game mà tôi cảm thấy rất là lâu. Gỡ được một trận trong nội dung IA này rồi. 1-2 trong nội dung Yamato đời 4. Có vẻ như bắt đầu vào form rồi đấy. Bắt đầu vào form rồi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo. Trận thi đấu thứ 4 ở trong nội dung này. Vâng, nhưng mà cảm giác bắn nó vẫn không sướng đúng không các bạn? Cảm giác bắn nó vẫn không sướng. Bắn kiểu nó chậm vãi nồi ra. Và ra đến với trận thi đấu thứ tư thôi. Yes, gold please. Vẫn là Yamato vừa dành cho cái thủ chim sẻ. Đi dò thôi. Trận chơi một trận đấu em đời khá ổn với chim sẻ 35 dẫn 15 35. Giờ đi dò tìm đồ ăn nào. Ui. Thực sự cái nội dung này nó cứ kiểu gì anh em ạ. Glory. Holmes. Vâng, quả đầu 7 cây dành cho cái thủ chim sẻ nắng. Thôi là có nhiều anh em ở đây, các bạn cũng nghĩ rằng chim sẻ nắng có thể bật lại ở trong nội dung Yamato đời 4 này hay không? Vâng, vào form rồi chắc là mình nghĩ cũng được. Trận này khách bóc 6 giờ thế nhà ổn đấy. Quả đầu 7 cây. Có bầy hiêu đầu cạnh bãi đá. Đóng nghe thôi. Vâng, thêm dần dần quả và lùa bầy hiêu này về. Một chấm năm này rất chậm anh em ạ. Mà khi mà mình góp ý với cả phiên dịch viên bên phía team 669, có điều là anh Ngư anh vẫn yêu cầu đánh đánh speed 1.5 thôi. Lùa hiệu về tiếp tục bảy hiệu 4 nữa đi cùng team trẻ nào. Ô vậy lùa hiệu về thôi. Vâng, hiệu đầu 4 con đấy từ cái thủ chim sẻ nắng, con dần bắt đầu đi dò. Vâng, kèo này lúc đầu tôi cảm thấy khá là hào hứng nhưng không ngờ nó là 1.5. Đến bây giờ tôi cảm thấy thực sự là thất vọng và hối hận rất nhiều. Giải quyết bầy hiêu này để cho chủ chim sẻ nắng. Với chi ra chúng ta sẽ đánh 2.0 rồi. Bởi vì xem ra đã đánh 2.0 rồi và AC còn đánh 1.5 nữa chắc tôi nghỉ.
Vâng, bốn con hiều đến đủ chim sẻ. Chưa thấy voi, chưa thấy quả phụ gì cả. Đi dò thôi. Và ngay trước cửa nhà đây rồi. Để xem còn gì nữa hay không. Anh đây 13 phút kích 3 vẫn còn chơi 2.0 của chúng mày. Toàn kích 9 mà tại sao lại đánh mua 1.5 thế này. Và đi dò đến từ cái thủ chiếc trẻ đáng chưa thêm gì cả. Chưa thấy thêm đồ gì ăn thật. Như vậy là có thêm 7 hiệu nữa thì thủ chim sẻ vẫn 2 hiệu 4. 7 hiệu này thì chắc là sẻ sẽ lùa về gần với chiếc bét ăn cả vàng cả hiệu rồi. Vâng, ta sẽ đánh chạm 4 nữa bạn. Đánh chạm 4 ạ. Rồi đây là chiếc bét đầu tiên dành cho thủ chim sẻ. Thấy thêm một con voi. 27 hiệu một voi. Chưa thấy quả phụ đâu cả. Hết đầu được cơ cấu ở đây. Con voi này thì chắc là sẽ để câu về nhà chính cho mình thôi. Vâng, câu voi về thôi. Và với cái nội dung Yamato đời 4 này thì chắc là mình sẽ ngồi giao lưu chém gió với anh em thôi. Cái khoản ép đời này tôi thấy mất thời gian quá. Vâng, voi lại còn quay đầu nữa. Cạn lời với voi đấy. Quả phụ thì đang không thấy đâu. Một mát Yamato đang có vẻ là nghiệt đến từ cái thủ chim sẻ. Con voi này ăn tại BS ăn cả vàng cả hiêu đấy thôi. Nhân tiện có nông dân ở đây rồi thì mái quả phụ mà bú. Vâng, chim BS nhân đôi ăn cả vàng. Thêm 4 con voi nữa từ cái thủ chim sẻ. Vâng, con voi này nhất quyết phải đưa về nhà chính. Ok. Có thêm cả quả phụ luôn. Ok. Thôi con voi này đừng phi nữa, nó chết mất. Giờ nó quay đầu khả năng là cao là con voi này sẽ nằm đây. Con sư tử giết tạm con sư tử này vậy. Con voi này về. BG đấy, quả phụ có rồi. Vâng, thịt con voi này tại nhà chính. 26/28. Bài này thì mình nghĩ là chim sẻ nắng vẫn sẽ đánh bài 28 dần. Thêm vài chiếc nhà B nữa đây. Bắt đầu hủy dân rồi. Đó, em giảm tiếng Việt rồi mà anh em vẫn bảo to à. Vâng, thêm một chiếc bét nữa để ăn 4 con voi dành cho game thủ chim sẻ. 29 dân trong trận thiếu này. Và quyết định đánh 29 dân đến game thủ chim sẻ này ăn. Ăn bàn đời muộn luôn cho ngư. Ok, gấu mini ơi. Hay là tối mai mình ngồi với nhau luôn đi anh gấu ơi. Xong rồi hôm nay em đánh em cay quá. Mai anh em mình ngồi uống rượu với nhau đâu anh. Đang ngồi giao lưu anh em, chào bạn Dư Hoàng nhá. Chào anh em. Và đang cơ cấu BB đến cái thủ game thủ chim sẻ nắng. Vâng, như vậy anh em đang muốn là Hải bình luận với Speed 1.5 à. Vâng, bình luận với Speed 1.5 à. Đây là một tình huống mà game thủ chim sẻ đi nắng đang cầu con voi này về. Thôi, méo như một. Mọi chiếc con voi đi. Nói với cái đầu, đánh cho đôi bạn hiểu đi. Cây thật BM. BA đóng đâu em? Và BA đóng cao luôn. Đâng Nga luôn. Cộng 1 dân. Chắc là cộng tầm mấy dân đây? BM BA thiết kế cộng 2 dân.
Đây cầu thủ chim chuyển đang nâng chặt gỗ trước. Chặt gỗ trước khi kích đời cộng 2 dân, kích đời 11-28 với 31 dân của cái con Yamato này. 31 dân của Yamato và trái Đinh Ngọc Tú. Hello anh. Hello anh em nhá. Chào mọi người. À, hay em ơi. Anh đánh giá rất cao với tình huống này, dậy em ơi. Và khổ qua một ngủ nãy giờ, đậu xanh rau muống và cuối cùng cũng đang sập biên 2.0 rồi. Yeah, được quần. Và cái con Yamato này trời phú cho nó được nông dân đi nhanh và đánh 1.5 ngoài thằng Tù đi không? Tù đi bao nhiêu rồi? Và tôi cũng đến thần kinh với game thủ Tiền Đình Ngư bắt tôi. Bây giờ thì cuối cùng chim sẻ đáng cũng đã dí cho anh em một quả là nâng sập biên 2.0 sau khi kích đời 3. Vâng, cay lắm rồi đấy. Đây rồi, vâng, Tiểu Thủy Ngư đang bổ vàng. 34 dần đấy từ thủ Tiểu Thủy Ngư. Vâng, cuối cùng thì chúng ta cũng đã nâng được sở pin 2.0. Ôi trời ơi, ơn rồi, đây rồi. Tình ngủ anh em ơi. Đóng BA chỗ này là cũng hơi sai sai nhưng mà không sao. Nó đánh kiểu đi dâng A luôn. Vâng, Tiểu Thủy Ngư đánh 34 dần trong trận tiếp này lên 2.0 các bạn. Nhìn thấy khác bọt hẳn bao nhiêu nhìn. Vâng, nhìn cảm giác sướng. Đó, chào Nhi Thảo nhá. Ngủ được giấc rồi cơ ạ. Em hôm nay không biết là ngủ với ai, mình ngủ cả giấc rồi đấy. Ok em ơi, vâng thế dậy được rồi nhá. BC đây rồi, BB đóng luôn. Vâng, kinh 4 luôn, không nói nhiều, đánh 31 dân trận này ép sớm. Tìm đồ ăn hoang bổ thôi. Vâng, em thấy tình ngủ chưa? Sướng chưa anh em? Vâng, đây lên 2.0 cái nó khác bột ngay. Anh em nào comment bây giờ đánh 1.0 thì chịu nhá. Không 1.0, 1.5 gì nữa cả. Vâng, tôi đã chủ động tăng speed 2.0 đi rồi đấy. Ơn rời rồi. Có một đôi voi đây, đồ ăn hoàng xảy ra này đang hơi yếu. Bên đời 4 tốc lực vé ruộng, chắc là phải vé nhiều ruộng đây vì không thấy đồ ăn hoàng gì rồi. Vâng, một nước đi thông minh đấy của game thủ chim sẻ nắng. Khi tăng speed lên 2.0 và liệu rằng em có thể bật lại em kéo Yamato đời 4 này hay không. Vâng, thêm ruộng thôi. Vâng, có quả phụ ở đây rồi, ngay cạnh VBA. Thôi ra bú luôn. Vâng, có BC chúng ta bung nhà chính cho nó bổ. Vâng, đợi đủ vàng là chúng ta kích 4 thôi. 31 dân trận này. Honda Click, không nói nhiều. Honda Click. Vâng, 790, vàng lên chậm thế nhờ. Vâng, kích rồi 15 5x. Với 31 dân của EA đánh ít dân trận này lên 4 sớm. Vâng, chỉ đấy ông gấu mini lại còn mong kèo AG đánh 1.0 nữa à. Cạn lời. Vâng, lên 2.0 cái view lên vù vù. Vâng, đánh 2.0 cái view lên ầm ầm ngay. 31-40 là thằng này cái thủ chim sẻ ra thêm vài cái ruộng nữa bền lực hơn. Và bắt đầu kéo dần lên để tăng BA hay làm gì đó tuy. Và quan trọng là chúng ta bắn nhau sớm. Bây giờ nó đang cắm đi rồi khắp bản đồ trong góc 3 giờ để tìm đồ ăn hoàng hay tìm gì đó. Anh Cư đang ăn con voi đây này. Một BA được dí lên đến từ cái thủ chim sẻ. Và đóng A xa xa mấy con nông dân đội bạn ra, ông đội bạn ấy ra vẩy E chốt A vào. Giống trận đấu trước lại còn phải lên đời 4 có hot mới được đánh nhau nữa. Vâng, 31-40 bãi quả và đang bú ở đây. Lực dồn lên mình cũng cảm thấy là ổn. Sẻ đang cố gắng ăn thêm gỗ khi lượng thực đang khá nhiều. 400 thực, 400 vàng rồi. Vâng, Tiểu Thủy Ngư trận này lên đời 3 khá là sớm đấy. Đã có 4 BA, BA thứ 5. Rồi đấy. Vâng, lên 2.0, speed 2.0 anh em tỉnh ngủ đông ngay. Vâng, vù vù ngay. Vâng, thêm dân chặt gỗ đây. Nào, BA tiếp theo. À, khỏe thế à. Vâng, như vậy là anh Ngư lên 4 trước so với cái thủ chim sẻ nắng. Ai dào ôi. Vâng, 6-3 xong đều lên bắn chặn đến cái thủ chim sẻ. Và Tiểu Ngư đã có hot. Đã có hot đến từ cái thủ Tiểu Ngư. Kinh thế nhờ. Vâng, ô 3 luôn này. Vâng, 6-VA đến cái Ngư luôn. Ô 3 luôn của sẻ thôi. Vâng, thêm một vài chiếc nhà bé nữa đến cái thủ chim sẻ nắng. 6-VA đến cái thủ Tiểu Ngư ô 3 luôn. Ai à? Giạt. Đợt này giạt, BA đóng cạnh nhau. Vâng, một hot của chim sẻ nắng nằm xuống. Tiểu Ngư đang vẩy e khắp nơi. Vâng, turn hot thứ hai của anh Ngư đã ra và sẻ thua luôn. Tỷ số 3-1 rồi bạn. Xong. Ra đến với trận đấu tiếp theo. Cay thật. Anh Ngư này lên sớm thế nhờ. Vâng, ta cũng chờ đợi với trận đấu tiếp theo rồi. Tất nhiên là tốc độ bình luận của em ở speed 2.0 phải nhanh hơn rồi. Thua luôn. Đấy, thế phải nhanh không? Đánh AC đi thôi. Khổ lắm chứ đấy. Rồi, hãy cùng chờ đợi đến với trận chung kết đầu tiên dành cho cái thủ chim sẻ nắng ở trong nội dung Yamato đời 4. 3-1 đến anh Ngư rồi.
Yes. Và trận chung kết sớm này cho đối thủ chim sẻ nắng ở trong nội dung Yamato đời 4. Và speed là 1.5. Lại 1.0, lại 1.5. Mệt thế. Và đi tìm quả đầu cái đã. Đây là bán quả đầu dành cho đối thủ chim sẻ trận này ở 12 giờ. À ha. Quả này ta có đôi voi anh em ạ. Vâng, đôi voi. Đôi voi đấy, phụ chia sẻ quả đầu 7 cây vàng đẹp rừng dừa cạnh nhà. Đã cùng xem cái này ép như nào anh em xem sẽ ép đời, mình sẽ quay trở lại chút ít phút. Anh em đợi chút mình quay trở lại ít phút. Vâng, anh ngư 1% do quả đầu kia bịp thế nhỉ. Yuri. Alamaz. 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 Alamaz.
numbers. Almas. 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 Donna E. Almas. 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 Oklahoma. Rogan. Oconta. Almas. Almas. Alamaz, Fury, Alamaz, Rogan, Rogan, Fury, Holmes, Alamaz, Holmes, Donna E, Isa, Holmes, Holmes, Zoganta, Alamaz. Alo, vâng, và chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu này. Rất xin lỗi các bạn, mình vừa xin phép ra ngoài đi vệ sinh một chút và sẽ kích đời 2 và tăng speed 2.0 luôn. Vâng, cộng 1 dân. Nào, đóng BM nào. Đây là BA. Dành cho thủ chim sẻ nắng. Chào anh em nhá. Kích đời tăng 2.0 luôn chứ còn gì, tầm này mệt lắm rồi. Tăng 2.0 thôi. 1.5 đau đầu lắm. Đấy, đau đầu lắm. Almas. Glory. Glory. Almas. Almas. Glory. Vâng, 29 dân dành cho game thủ chim sẻ và đang ra được khá nhiều ruộng trận đấu này. Còn lực từ bãi quả phủ đây. Vâng, chào tất cả anh em đang có mặt trên fanpage game thủ chim sẻ nào. Gấu mini comment gì đây? Vâng, tôi cố bình luận cái kèo này để kiếm cái máy giặt cái. Ruộng nương các kiểu đây rồi. Vâng, BS để có thể ăn cả vàng cả gỗ nên với thủ chim sẻ nhà khung góc 12 giờ. Nhà tiểu thủ ngư trận này như là nằm ở khu vực góc 8 giờ kìa. Một chấm ở đấy đổi mà một chấm sẽ dò sẻ đó. Có phải hay không? Mình nghĩ là trong mặt 8 giờ này thôi. Thêm ruộng nữa nên với thủ chim sẻ nhà. Cơ cấu ra rất nhiều ruộng trận này vì không có lực ăn hoa. Vâng, chào tất cả anh em đang xem nhá, hello mọi người nhá. Mày dội lên cầm bánh xe. Sắp dần rồi. Ra chưa vội vàng tăng à gì cả, lấy lượng gỗ đấy ra ruộng nhiều hơn để bền lực hơn cái đã. Sắp đến tầm 35 dân kích tốn là đẹp. Vâng, thêm ruộng nữa đấy thì dụ chim sẻ nhà. Xin cái máy giặt với idol thôi anh ơi. Khổ lắm rồi đấy. Vâng, tiểu vinh ngư chưa lên đời 2. Xin lỗi, chưa lên đời 3. BC dành cho thủ chim sẻ nắng ở cạnh BM. Vì chúng ta một kèo được 10 củ. Vâng, cơ cấu thêm ruộng lên thủ chim sẻ nắng. Ruộng của sẻ đang là rất nhiều trận này rồi. Vâng, vẫn chưa thấy ngư lên đời 34 dân rồi, anh ngư hình như sắp đủ dân mới lên đời 3 rồi. Anh ngư sắp đủ dân đời 2 rồi mới lên đời 3. Và lên đời 3 anh ngư sẽ cơ cấu để kích đời 4 luôn. Đóng nhà điều kiện kích 4 luôn. Vâng, sẻ cho người lên đời 3 sớm hơn cho anh thủ tiểu tình ngư và đã sắp được 35 dân. Bây giờ sẽ là BP dành cho anh thủ chim sẻ nào. Vâng, chắc là sắp thêm 2 dân nữa rồi kích 4. 1-2 nông dân nữa thôi. 800 thực rồi, đóng BP xong rồi kích 4 thẳng. Đến từ anh thủ chim sẻ. Vâng, thêm 2 BE ở đây. Vâng, có dân ra là kích. Rồi, kích rồi, 16:08. Tiểu tình ngư cũng đã lên đời 3 và cũng đang... mình nghĩ cũng tầm này là cũng kích 4 thôi, sẽ đánh 35 dần tầm này cũng phải 36. Và thêm ruộng nữa để đưa cái thủ chim sẻ nhắn. Nhanh thôi. Vâng, theo thông tin mà mình nhận được thì game thủ tiểu tình ngư kích đời 4 ở 15:26 là cực kỳ sớm đến từ game thủ tiểu tình ngư và dân của anh ấy đã chạy đến nhà BA của game thủ chim sẻ rồi. Vâng, 15:26 tiểu tình ngư kích 4 cực kỳ đột biến. Vâng, kích 4 ở 15:26 rất rát đến từ tiểu tình ngư và đương nhiên là anh này sẽ lên đời 4 sớm hơn so với game thủ chim sẻ khoảng 30 giây. Vâng, BA thứ 5 đến từ cái thủ chim sẻ đáng và anh ngư đang đóng BA ở đây rồi.
Và bắt đầu tình huống Kene đến từ cái thủ Tiểu Thiên Ngư. 5 BA đến cái thủ chim sẻ, BA thứ sau lên đời 4 xong đến từ Tiểu Thiên Ngư. Ôi trời ơi, vâng, sẽ vừa lên đời xong hot nâng bắn chặn. Vâng, sắp tình còn hot nữa. Tiểu Thiên Ngư lên 4 sớm hơn so với thủ chim sẻ nha. Hot ra luôn, ôi trời ơi. Vâng, sẽ 1 BA đây này. Vâng, xôi chiến tạm vậy, chiến dần đến cái thủ chim sẻ. Và hot của Tiểu Thiên Ngư đang kéo lên. Sẻ vác thêm dần dần để chiến hot đối phương ra tướng hot đầu tiên, nhưng anh Ngư đánh 6 BA và đang lao thẳng trong nhà chính quân thủ chim sẻ, đang chết một con hot đấy cầu thủ chim sẻ, đang điều hot một đều trong tỷ số điều hot này, tiếp tục vẩy e thì cầu thủ chim sẻ đang vẫn đang vẩy và vẫn còn hot trong nhà, tiền tạm con hot ít máu này, bắt tơn hot đi cầu đối phương, tơn thứ hai của cầu thủ Tiểu Ngư đến sẻ ra tơn hot tiếp theo, timeline được số là 34/52 dành cho cầu thủ chim sẻ, còn một hot trong nhà cho một hot vào cứu và giải quyết nốt tơn nhà BA này. Liệu có đỡ được tuần này hay không? Tiểu Ngư là người lên 4 sớm hơn so với cái thủ chim sẻ nào. Đang cố gắng nâng cấp cái trận cố 3 dành cho cái thủ chim sẻ. Đấu hot đối phương. Vâng, con hot đã mong trong dụng chính này. Tuần hot tiếp theo sẽ nở ra thủ được nhà tuần này. Đội bạn đang dồn thêm tuần nữa lên, nhưng mình nghĩ sẻ vẫn sẽ thủ được thôi. Chú ý tụ quân nào. Vâng, tạm lại 36/52 dành cho cái thủ chim sẻ. Vâng, đang điều, các bạn thấy sẻ điều hot rất khó chịu. Vâng, thủ được tuần này đấy. Vâng, tạm lại 35 thủ được rồi. Ruộng có thể là rất nhiều, đội bạn đang dồn thêm hot lên, đông đấy. Hôm nay là hai turn hot của anh Ngư, chết luôn một con hot đấy từ cái thủ chim sẻ. Và cố gắng bắt đều hot, lượng vàng đang yếu dần. Timeline được số là 37 từ cái thủ chim sẻ, càng như dây đàn, đội bạn lại cua con hot tách vào bãi vàng. Quá khó chịu với thủ Tiểu Ngư, tình huống tách hot của mình. Và 36 là sai này của thẻ rồi. Và bị ốp BA rồi. Quá khó. Và đội bạn kích 4 cực kỳ đột biến. 15:26 anh Ngư đã kích 4 và lên 4 sớm hơn, chim sẻ đang tầm 4 hơn 40 giây. Hơn 40 giây đấy, thủ Tiểu Thiên Ngư vẫn còn một con hot trong nhà, nó đang móc ruộng cái thủ chim sẻ, sẽ cần phải ăn tiền vàng. Lượng cực kỳ ổn, lượng vàng đang yếu đi rất nhiều so với cái thủ Tiểu Thiên Ngư. Và hot người đang ít hơn so với đối phương. Timeline chỉ là 42 dành cho thủ chim sẻ đang mất thôi. Ở thêm dân đào vàng, hai con hot ra này. Vâng, lại còn chết mất một con nữa, thêm một con nữa ra và chuẩn bị ốp à thôi. Và ra đến với nội dung chung kết, đó là nội dung solo cũng là ACDA giữa cái thủ chim sẻ nào có Tiểu Thiên Ngư thua rồi, quá ngợp là những thủ chim sẻ nào và là 4-1 để cho anh Ngư ở trong nội dung Yamato đời 4. Chúng ta đến với nội dung chung kết solo cũng là AC. Khó, anh Ngư ép đời chất quá. Anh chỉ ăn với đánh nội dung này thì bảo sao? Sẽ không dễ được, ngợp quá anh em ạ. Vâng, một đều sau hai nội dung và chúng ta đến với nội dung chung kết. Solo cùng R.A. Syrian.